Chào các bạn, mình là Mê Cô Trưởng đây. Chắc là các bạn đều biết hôm nay chúng ta có thể đào lại hết tất cả các vật phẩm trong hòn đảo bị mất rồi đúng không? Và Mèo là một cô bé rất là lừa đảo kho báu luôn, nên là Mèo đã bỏ qua mấy mùa rồi. Có rất là nhiều vật phẩm mà Mèo chưa có, nên là hôm nay Mèo nhất định là sẽ đào được. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký để ủng hộ mình nhé. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Mèo nghĩ là hôm nay sẽ có rất là nhiều bạn đi đào kho báu cùng với Mèo luôn. Còn các bạn thì sao? Các bạn có đi đào không? Nếu bạn nào chưa biết chỗ đào kho báu thì các bạn cứ chạy đến đây nha. Hoặc là các bạn bấm vào các hòn kho báu ở phía trên á. Mình sẽ mở bạn bè để cho các bạn vào và chơi cùng với mình. Ôi là trời, phải nói là cực lâu rồi Mèo chưa ra video đào kho báu luôn. Tại vì Mèo thấy là đào kho báu cũng không có gì khó, cho nên là các bạn cũng đã biết đào hết rồi. Lần này Mèo thấy là tất cả các vật phẩm đào kho báu đã trở lại, cho nên là hôm nay Mèo quyết định là sẽ xem nhân phẩm của Mèo đến đâu đây. Lần này thì Mèo sẽ không tải auto click đâu, Mèo sẽ bấm bình thường thôi. Thay vào đó thì Mèo sẽ đào lượt bằng cách là Mèo chỉ đào rương vàng và khoáng sản lớn. Còn những khoáng sản bình thường thì Mèo chỉ đào một cái thôi rồi bỏ. Như vậy thì nó sẽ nhanh hơn á, nhưng mà rất là tốn tiền luôn. Không ngờ là khi mà Mèo vào đào kho báu rồi thì Mèo mới nghe một tin là hôm nay không có được X2. Vậy thì mình phải đào bao lâu thì mới ra được một bộ, trong khi lần này là tất cả các vật phẩm quay trở lại hết luôn. Trời ơi, mà tương đương một người bình thường thì chỉ đào một tiếng được có một rương vàng. Cái này nó còn khó gấp 3, gấp 4 là bình thường nữa cơ. Wow, Mèo đào được rồi nè, khoáng sản lớn. Bình thường Mèo vào đào kho báu thì chủ yếu là Mèo vào cày tiền thôi. Tại vì đào kho báu được rất là nhiều tiền khi mà các bạn dùng kim cương để mua sản á. Wow, chị Mèo giỏi thế. He he, cảm ơn em nha, tệ hơn á. Wow, được 866 tiền xanh luôn. Vậy là Mèo có tiền để mua sản tiếp tục đào nữa rồi. Chị Mèo ơi, sao em không lấy ký tự giống chị được ạ? À? Em của em thích xem video của anh Trung Quốc của chị lắm á. Ký tự của chị thì chị sẽ để ở dưới bình luận video này nha. Ơ, à, sao thích xem video đó vậy em? Dạ, tại nó hay á chị. Quá hay luôn. Đúng rồi, đặc biệt là có anh Trung Quốc rất là đẹp trai. Chị Mèo ơi, hồi nãy giờ chị đào được rương vàng nào chưa? Trời ơi, chị xui muốn xỉu luôn, hồi nãy giờ chưa được cái nào hết nè. Hôm nãy xui quá à chị ơi, em đào hồi sáng giờ mà không được cái rương nào, chắc là nhà phát hành là cho chúng ta rồi. Tại không có X2 đó, không có X2 chứ đào tới mùa quýt năm sau luôn. Wow, fan của Mèo đào được khoáng sản rồi, còn bên kia thì có bạn đào được rương vàng, xin vía xin vía. Em nghe nói là 1 đến 4 phút nữa thì mới ra rương vàng nữa chị Mèo, nên là mình để nữa thôi. Có lúc nó chỉ ra một cái, còn có lúc nó ra tặng 2-3 cái luôn cơ. Hu hu, chị Mèo xin vía đi. Không biết là các bạn nào full hết tất cả các vật phẩm trong hòn đảo bị mất chưa. Còn Mèo là thiếu tặng 3-4 bộ lận, cho nên là Mèo phải ráng đào thôi. Á, à, được khoáng sản lớn nè. Ủa, sao hôm nay hên ra khoáng sản lớn hoài vậy ta? Bình thường là nó chỉ ra rương vàng thôi, chứ là rất ít khi ra khoáng sản lớn luôn. Chắc là khi tỷ lệ rương vàng nó nhỏ lại thì tỷ lệ khoáng sản lớn nó cao hơn. Được 841 tiền xanh nè. Wow, chị Mèo hên quá à. Đúng rồi á, còn tôi đào hồi sáng giờ mà không được cái gì hết. Ê Mèo, tôi nghe nói là hung tôi thì sẽ được rương vàng á. Ê, mắc ói. Hung xong rương vàng nó chạy mất tiêu luôn, chứ ở đâu ra mà được. Anh Kiệt ơi, để em hung anh nha. Ôi là trời, các bạn xem này, mấy bạn fan của mình đi đào chung với mình quá trời luôn. Nhưng mà phải đào như vậy thì nó mới vui, chứ đào một mình thì chán lắm. Ơ, à, bạn kia bên mình đào được rương vàng luôn trời ơi, cho mình xin vía đi bạn ơi. Hồi nãy giờ các bạn xem là mình đã cắt ra rất là nhiều luôn. Nói chung là mình đã đào rất là lâu và rất là nhiều, nhưng mà không có được rương vàng. À, trời ơi. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đúng là chậm một giây thôi mà mất nhau cả đời. Biết vậy là Mèo nhanh tay hơn rồi, chủ quan quá bị mất cái rương vàng luôn. Không có ngờ đó là rương vàng luôn á trời. Thôi thôi thôi, bây giờ Mèo nghiêm túc hơn nè. Mấy bạn ơi, đừng có đi theo Mèo nữa nha, buồn rồi. Thôi chị Mèo ơi đừng buồn mà, không có cái này thì mình đào cái mới. Chị Mèo đừng buồn nha, em dẫn chị Mèo đi đào tiếp nha. Hu hu, không có gì phải buồn và chúng ta không nên buồn. Wow, lại là khoáng sản lớn nữa nè. Hình như là hôm nay tổ khoáng sản lớn đổ Mèo hay gì á, toàn là khoáng sản lớn không luôn. Chị Mèo sướng quá à, hồi nãy giờ được 3 khoáng sản lớn rồi đó. Bởi vậy, ông trời không cho mình rương vàng thì cho mình khoáng sản cũng được. Chị Mèo ơi, hồi nãy giờ chị được rương vàng nào chưa? Nãy giờ Mèo đào toàn khoáng sản không mà. Ủa, đang nói thì bạn kế bên Mèo đào được rương vàng luôn. Trời ơi, kế bên Mèo. Không được rồi, thăm ngàn thôi. Ủa, có tin của bạn nào tú ở ngoài đảo kìa. Hay là chị Mèo hát thử đi. Trời ơi, chị sợ bay nít lắm em ơi. Hát một cái là mất tiêu cái nít này luôn. Chị Mèo ơi, chị làm tiếp phim tình yêu tuổi 18 đi.
À đúng rồi, vì dạo này có rất nhiều bạn hỏi Mel là tại sao Mel không làm tiếp phim Tình yêu tuổi 18 nữa. Thì do là các bạn diễn viên của Mel bận đi học hết rồi, cho nên là các bạn không có thời gian quay cùng với Mel. Đó chính là lý do vì sao mà Mel không ra tập mới được đó. Mel cũng đang tính làm, Mel sẽ làm một bộ phim khác và sẽ ít diễn viên hơn, nó sẽ hay hơn nữa. Không biết là các bạn có đồng ý không? Các bạn nhớ bình luận bên dưới cho Mel biết nha. Chị Mel đi theo em dẫn cho chị tìm rương nè. Ok em, wow, viết của em tốt quá à. Cuối cùng thì Mel cũng đã có rương vàng rồi, chị cảm ơn em nha. Wow, xịn ba. Ha ha, chụp hình nào. Ủa, đã mất tiêu cây rương của Mel rồi. Giờ thì mọi người biết tên gì chưa? Mất tiêu cây rương. Mở được gì vậy chị Mel? Ờ, nhưng mà Mel chưa mở rương mà, sao mà mất? Ú là trời, chết luôn. Rồi, vậy là Mel bị chôn rồi đó. Ha ha, coi chừng ba nhạc nha. Ủa, là sao? Ai giải thích cho Mel hiểu coi, chuyện gì xảy ra vậy? Tính ra là Mel chưa mở ra xem luôn mà, tại sao nó lại mất tiêu? Hay là chắc là bị lát rồi đó chị Mel ơi. Chị thử ra xem túi đồ của chị có không? Không phải, nhưng mà chị chưa có mở ra thì sao mà nó mất tiêu được? Cái này là Mel bị chôn rồi đó. Trong lúc mà Mel đào thì có một người cùng đào với Mel, xong rồi người đó không đào được, rồi đi đào cái khác, nên là cái rương vàng của Mel cũng mất tiêu luôn. Ô là trời, game gì mà ép vậy? Rồi hồi nãy ai đào được với Mel? Hu hu, ai cho tôi thì trả lại rương vàng cho tôi đi, hiếm lắm tôi mới đào được đó. Tào lao, không phải tôi à nha, xem lại video đi. Các bạn ơi, các bạn xem lại video giúp Mel đi, xem là ai là người đào. Và đương nhiên là kiệt fly vô tội rồi. Ô là trời, anh kiệt fly vô tội ghê ha. Tội nghiệp chị Mel quá à, thôi chị Mel đừng buồn mà. Thôi, đào ở trong tim nè. Thôi, Mel nghỉ đào luôn nha. Đào biết bao lâu được cái rương, tự nhiên mất tiêu. Mất niềm tin luôn rồi. Hẹn các bạn khi khác chơi cùng với Mel tiếp nha. Mai mốt thì Mel sẽ tổ chức chơi thì trò chơi cùng với fan. Các bạn nhớ tham gia nhé. Và Mel cũng cảm ơn mấy bạn hôm nay đã dẫn rương cho Mel luôn nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký để ủng hộ mình nha. Đừng quên là thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ không có